Xin chào các em, hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trên chương trình dạy học trực tuyến. Những bài học trước, cô cùng các em đã tìm hiểu ở chương 8, điện lý các ngành công nghiệp, đã tìm hiểu được vai trò đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp, cũng như tìm hiểu một số ngành công nghiệp cụ thể. Hôm nay cô cùng các em đi tìm hiểu bài 33, một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Nội dung bài gồm hai nội dung. Một, vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Hai, một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Mỗi phần có những nội dung khác nhau. Cô cùng các em đi tìm hiểu phần 1A mã, vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Nội dung thứ nhất. Một, khái niệm. Các em hiểu thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp? Vậy, tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự bố trí, sắp xếp, phối hợp giữa các xí nghiệp công nghiệp, các nhà máy công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định. Em quan sát một số hình ảnh cụ thể về tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Hai, vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Vậy vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp gồm hai vai trò. Một, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động. Hai, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Cô trò chúng ta vừa tìm hiểu phần 1A mã, bây giờ sang phần 2, một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Gồm 4 hình thức: 1, điểm công nghiệp; 2, khu công nghiệp tập trung; 3, trung tâm công nghiệp; 4, vùng công nghiệp. Mỗi hình thức có những đặc điểm khác nhau. Vậy cô cùng các em đi tìm hiểu một số hình thức cụ thể. Em quan sát một số hình ảnh cụ thể về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp. Sau đây chúng ta đi tìm hiểu cụ thể một số hình thức chủ yếu. Dựa vào sơ đồ, em có nhận xét gì về điểm công nghiệp? Em dựa vào sơ đồ để nhận xét về điểm công nghiệp. Em có thể thấy được qua sơ đồ, thấy là điểm công nghiệp xuất hiện 1 đến 2 xí nghiệp công nghiệp hoặc có khu vực dân cư. Vậy chúng ta đi tìm hiểu cụ thể điểm công nghiệp. Hiểu thế nào là điểm công nghiệp, đặc điểm, quy mô. Vậy thứ nhất, khái niệm điểm công nghiệp là gì? Là hình thức đơn giản nhất, gồm một hoặc hai xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu hoặc những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu. Về đặc điểm của điểm công nghiệp, đồng nhất với một điểm dân cư, các xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán, giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ với nhau. Về quy mô của điểm công nghiệp, với quy mô nhỏ. Em quan sát một số hình ảnh về điểm công nghiệp. Nhà máy chế biến gỗ. Xí nghiệp chế biến hải sản. Xí nghiệp chế biến gỗ. Tiếp tục cô cho chúng ta tìm hiểu phần 2. Khu công nghiệp tập trung. Em hãy nhận xét về đặc điểm quy mô của khu công nghiệp tập trung, quan sát trên sơ đồ. Vậy các em vừa quan sát về sơ đồ của điểm công nghiệp thì các em đã thấy được sự khác biệt với khu công nghiệp tập trung ở chỗ nào. Trước tiên các em có thể quan sát thấy về các loại hình giao thông vận tải sẽ đa dạng hơn với điểm công nghiệp. Các xí nghiệp công nghiệp thì các em cũng thấy sự đa dạng hơn, nhiều xí nghiệp công nghiệp hơn.
ví dụ như là xí nghiệp hạt nhân, xí nghiệp công nghiệp nhẹ và thực phẩm, các xí nghiệp tận dụng cơ sở hạ tầng. Và cụ thể nữa là các em thấy rằng không có điểm dân cư sinh sống. Bây giờ chúng ta hiểu thế nào là khu công nghiệp tập trung. Khái niệm khu công nghiệp tập trung là khu vực có ranh giới rõ ràng, kết cấu hạ tầng tương đối tốt, tập trung nhiều các xí nghiệp. Về đặc điểm của khu công nghiệp tập trung được thể hiện vị trí thuận lợi, không có dân sinh sống, các xí nghiệp hợp tác sản xuất cao, sản phẩm tiêu dùng trong nước vừa xuất khẩu, có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Khu công nghiệp tập trung phân bố với quy mô lớn, diện tích từ 50 hecta trở lên đến vài trăm hecta. Các em quan sát một số hình ảnh về khu công nghiệp tập trung. Đặc trưng là khu công nghiệp Tân Tạo, khu công nghiệp Bình Minh, Vĩnh Long. Đây là một số hình ảnh về khu công nghiệp tập trung. Quan sát cụ thể một số hình ảnh để thấy được sự khác biệt với điểm công nghiệp. Chúng ta đi tìm hiểu. 3. Trung tâm công nghiệp. Các em quan sát trên sơ đồ, nhận xét về quy mô đặc điểm của trung tâm công nghiệp. Vậy các em vừa quan sát về sơ đồ của khu công nghiệp tập trung thì các em lại thấy sự khác biệt với trung tâm công nghiệp. Đó là trung tâm công nghiệp thì xuất hiện dân cư và tương tự thì cũng có điểm giống. Đó là các loại hình giao thông vận tải cũng đa dạng, gồm nhiều ngành sản xuất, lắp ráp điện tử, chế biến, sản xuất đồ gỗ, sản xuất lắp ráp điều hòa, cơ khí chế tạo máy, sản xuất lắp ráp ô tô, chế biến thực phẩm, dệt may. Và chúng ta thấy rằng sự khác biệt cơ bản giữa khu công nghiệp tập trung với trung tâm công nghiệp, đó là trung tâm công nghiệp xuất hiện, đó là nơi có khu dân cư, còn khu công nghiệp tập trung thì không có dân cư sinh sống. Và bây giờ cô cùng các em tìm hiểu trung tâm công nghiệp là gì, đặc điểm, quy mô. Vậy khái niệm trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức ở trình độ cao gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi. Về đặc điểm, gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, công nghệ, kỹ thuật, có các xí nghiệp hạt nhân, có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ. Quy mô của trung tâm công nghiệp hoạt động với quy mô lớn. Em quan sát một số hình ảnh nổi bật, đó là chùa Một Cột, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những điểm nổi bật gắn với trung tâm công nghiệp, đó là gắn với những đô thị vừa và lớn, khác hẳn với điểm công nghiệp cũng như khu công nghiệp tập trung. Bốn, cô cho chúng ta đi tìm hiểu về vùng công nghiệp. Các em hãy nhìn sơ đồ để nhận xét về đặc điểm quy mô của vùng công nghiệp. Các em thấy quan sát trên sơ đồ thì thấy hoạt động của vùng công nghiệp hoạt động với quy mô lớn, nơi không có dân cư sinh sống. Vậy đây là cái điểm khác biệt rất cơ bản so với trung tâm công nghiệp chúng ta vừa tìm hiểu ở phần 3. Phần 3 nhỏ, trung tâm công nghiệp thì xuất hiện là nơi dân cư sinh sống đông và đặc trưng nhất, ví dụ như ở thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì vùng công nghiệp thì em quan sát trên hình ảnh thấy được rằng là không có dân cư sinh sống và cũng có cái mặt thuận lợi, đó là xuất hiện nhiều loại hình giao thông, nhiều ngành công nghiệp phát triển. Em quan sát ví dụ như công nghiệp hóa chất, công nghiệp dệt may, công nghiệp chế tạo, vân vân. Vậy cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu vùng công nghiệp là gì? Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Đặc điểm nổi bật
của vùng công nghiệp là gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất, có những nét tương đồng trong quá trình hình thành, có ngành công nghiệp chủ chốt, chuyên môn hóa cao, các ngành phục vụ, bổ trợ. Vùng công nghiệp với quy mô lớn. Vậy các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, ông có thể quan sát đặc trưng về vùng công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Em quan sát trên đây để thấy được vùng công nghiệp hoạt động với quy mô lớn, xuất hiện nhiều ngành công nghiệp chủ chốt và chuyên môn hóa. Ví dụ em quan sát ví dụ như là Vũng Tàu chuyên môn hóa về chế tạo, hoặc Biên Hòa cũng xuất hiện các ngành công nghiệp chế tạo, hoặc Cần Thơ cũng xuất hiện những ngành công nghiệp chế tạo. Đấy là những ngành chuyên môn hóa trong sản xuất và nổi bật của vùng công nghiệp. Vậy cô trò chúng ta vừa tìm hiểu được bốn hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chủ yếu: điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp nhằm khai thác đạt hiệu quả kinh tế cao. Vậy hôm nay chúng ta đã hoàn thành nhanh chóng tiết học. Để xem các em hiểu bài đến đâu, các em làm cho cô một số bài tập sau. Bài 1. Sắp xếp ý ở cột A với cột B sao cho hợp lý. Em đọc kỹ và làm cho cô. Em chú ý nha. Sắp xếp ý ở cột A với cột B sao cho hợp lý. Một nhỏ điểm công nghiệp. A có một vài xí nghiệp gần vùng nguyên liệu, không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp. Hai, khu công nghiệp tập trung. B, nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình sản xuất. 3. Trung tâm công nghiệp. C. Tập trung nhiều xí nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao. 4. Vùng công nghiệp. D. Gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp, nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kỹ thuật, công nghệ. Em hãy chọn cho cô, nối cho cô xem nào. Đáp án của cô là nối 1 với A, 2 với C, 3 với D, 4 với B. Vậy các em làm bài rất tốt. Cô cảm ơn các em. Bài tập 2. Sắp xếp hình cho phù hợp. Em quan sát rõ cho cô nha. Sắp xếp hình cho phù hợp. Dãy hình thứ nhất, A, điểm công nghiệp, B, trung tâm công nghiệp, C, khu công nghiệp. Dãy thứ hai, 1, 2, 3. Các em quan sát kỹ cho cô những hình ảnh và sơ đồ trên, sắp xếp cho phù hợp cho cô. Em quan sát nhé. Các em rất nhanh và hiểu bài. A với 2, B với 3, C với 1 là đáp án chính xác của cô. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe để hoàn thành tiết học. Cô chào các em.